Vâng, xin chào các bạn đến với Tâm Fashion. Hôm nay mẫu tiếp theo là mẫu cổ sơ mi đầm xòe phía bên dưới. Và bây giờ các bạn nhìn nhé. Khi mà các bạn cắt cổ sơ mi ở cái đầm này thì các bạn sẽ cắt cho mình một bộ rập đầm cổ sơ mi xòe chữ A mà nó là đầm cơ bản đấy. Còn bạn nào mà chưa có thì các bạn sẽ học theo cái đầm nào có cái rập đầm cơ bản rồi thì có thể bỏ qua những bước đầu tiên này đi. Còn bạn nào mà mới vào học may thì có thể là học từ đầu cho mình. Bởi vì nhân tiện cái đầm này thì nó chính là một cái đầm cơ bản cho một cái đầm chuẩn. Cho nên là các bạn sẽ học từ đầu để cho những bạn mới có thể theo dõi kịp nhé. Để cắt được một cái đầm này thì các bạn sẽ làm cho mình như sau. Phần này chính là vải gấp đôi này. Các bạn lưu ý phần này là vải gấp đôi. Tiếp đến, từ trên đầu này các bạn sẽ vào cổ cho mình từ 6,5 cho tới 7 cm. Tiếp đến xuống dưới này là các bạn hạ xuống 6,5 cm. Đúng không ạ? Vậy thì khi các bạn có 6,5 hoặc 7 ở trên này, 6,5 cho tới 7 là từ trên này vào đây. Và các bạn sẽ nối xéo đường này. Đó, sau đó các bạn sẽ đánh cong cái đường này cho mình. Vậy khi các bạn đánh như thế này thì các bạn hỏi là cái công thức như thế nào? Ví dụ các bạn tra được, ví dụ các bạn đo cái phần cổ này là 36. Nếu 36 các bạn chia cho 6 là cổ 36 này, các bạn chia cho 6. Mà cái phần, thì khi cái phần 6,5 tới 7 này thì các bạn thấy 36 chia cho 6 sẽ bằng 6. Vậy chỗ này là 6,5 cho tới 7 thì có phải là 1 phần 6 cổ cộng với 0,5 cho tới 1. Vậy thì khi các bạn vào 6,5 thì là cộng 0,5, vào 7 tức là cộng 1. Vậy các bạn có hiểu phần tính cổ chưa ạ? Tiếp đến phần xuôi vai thì từ trên đầu này các bạn sẽ lấy xuống cho mình. Phần xuôi vai là tính từ trên đầu này xuống đây là 1 phần 10 vai. Các bạn sẽ lấy 1 phần 10 vai hoặc là các bạn có thể lấy 1 phần 10 vai cộng 0,5. Người nào mà xuôi vai nhiều thì chúng ta cộng 0,5, còn nếu không bình thường cứ lấy 1 phần 10 vai. Sau đó các bạn sẽ lấy từ bên này sang bên này là 1 phần 2 vai. 1 phần 2 vai và chúng ta lấy đường này nối với trên cổ này sẽ ra cái đường xuôi vai của chúng ta. Đó, nó ra xuôi vai này đúng không ạ? Và từ trên đầu vai này hạ xuống đây là 18, 19 hoặc 20. Tại sao nó lại như vậy thì mình sẽ giải thích. Công thức của chúng ta nếu ngực này là ngực 88 thì chúng ta chia cho 4 sẽ bằng 22. Mà trên này hạ xuống đây là 18, 19, 20 với điều kiện nếu chúng ta thấp thì chúng ta sẽ hạ 18. Chúng ta cao trung bình thì sẽ hạ với 19, còn người nào cao hơn sẽ hạ với 20. Đây là cái công thức chuẩn khi mà đầm có đầm này của chúng ta sẽ có cái ni bên sườn các bạn nhá, ni ở bên bên sườn. Còn nếu mà các bạn cắt vào cái đầm không có ni bên sườn thì chúng ta có thể là nếu mặc ôm thì vẫn giữ cái số đo này. Còn nếu mà không thì chúng ta có thể tính thay vì đây là mình hạ từ trên này xuống này là 19. Các bạn có thể hạ thành 20 nếu cái đầm này không có cái ni bên sườn. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Trên đầu này xuống tim ngực các bạn có thể hạ 23 cm cho mình. Và nếu bạn nào thấp hơn có thể hạ là 22. Và cao hơn thì hạ thành 24. Xuống tới chân ngực thì có thể là 29 hoặc 30 cm là xuống đường chân ngực này. Và tiếp đến xuống phần hạ eo là các bạn sẽ hạ xuống cho mình là khoảng 35 cm. Đấy, thì các bạn cao hơn có thể hạ là 36 cm. Tiếp đến xuống phần hạ mông thì chúng ta có thể hạ xuống tới đây là 55 hoặc 56 cm. Đó, thì khi các bạn hạ như vậy thì các bạn có thể tính cho mình là từ trên phần eo này xuống tới phần mông khoảng 20 cm. Thì đây, các bạn đo này sẽ là 20 cm. Nếu trên này hạ là 35 thì xuống dưới này sẽ là khoảng 20. Nếu trên này hạ 36 thì xuống dưới mông sẽ là khoảng 19 cm. Đấy, thì các bạn có thể tính là từ trên eo này xuống dưới này là 19 hoặc 20 cm. Ok chưa ạ? Và phần đầm này thì các bạn sẽ lấy cho mình chiều dài từ 85 cho tới 100 cm. Và như trong hình ấy thì nó khoảng là 90 cm. Tiếp đến mình sẽ lấy xuống chiều dài của cái đầm này, mình sẽ lấy cho nó là 95 cm. Và phần mông này các bạn lấy 1 phần 4 mông cộng với 1 hoặc 2 cho mình. Các bạn có thể lấy xòe A ra 1 phần 4 mông cộng 1 hoặc 2. Tiếp đến ở trên này thì các bạn sẽ lấy này 1 phần 4 ngực, ngực 88, 1 phần 4 này các bạn sẽ thấy là cộng với 1 hoặc là 0,5. Đó, thì như mình thấy là
Đối với mình may cho khách mặc ôm thì chỉ cộng 0,5 cm, còn bạn nào mà mặc vừa vừa thì cộng 1, còn nếu mặc rộng hơn thì có thể cộng 1,5 cho tới 2. Nhưng mà nếu nên đầm như trong hình thì các bạn chỉ nên cộng 0,5 cho tới 1, không nên cộng 1,5 hoặc 2 các bạn nhé. Vào cái phần eo này, ví dụ eo của chúng ta là 72, 1/4 eo của chúng ta sẽ là 18. Ví dụ thế. Và khi các bạn cộng với cái phần ni ở trong này là 2 hay 3 thì chúng ta cộng nó vào. Sau đó chúng ta cộng với cái phần cử động cho nó khoảng 0,5 bằng với lại cái phần cộng trên này. Thì chúng ta sẽ lấy cái đường đó và nối với lại phần mông này. Đó, chúng ta sẽ nối với mông và cái phần trên ngực này chúng ta sẽ nối lên đây. Đấy. Và nhớ là các bạn khi cắt ra thì cái phần ni này này, nó to hay nó bé nó còn phụ thuộc vào cái phần eo của chúng ta. Nếu eo của chúng ta là eo bánh mì, eo to hơn thì cái ni này nó sẽ được nhỏ hơn các bạn nhé. Và các bạn cũng nhớ là nếu mà cái eo của các bạn nó quá bé đi thì cái ni này các bạn cũng không nên cho nó to quá. Cái ni mà to quá nó cũng rất là xấu. Từ cái phần ngoài này chúng ta sẽ lấy vào phần ni. Thì ví dụ ngực của chúng ta là 88, 1/10. Chúng ta sẽ tính của 1/10 ngực. Vậy 1/10 của 88 chính là 8,8. Thì các bạn có thể lấy là 1/10 trừ đi 0,5. Đó, thì khi mà 8,8 này mình trừ đi 0,5 thì nó còn lẻ, cho nên mình lấy luôn là 8,5 cm. Đúng không ạ? 1/10 là 8,8, mà nếu các bạn trừ đi 0,5 là còn 8,3 nó nhỉ, mình lấy 8,5 cm. Từ ngoài này vào đây là 8,5 cm. Từ dưới mông này các bạn sẽ lấy ngược lên trên này cho mình từ 3 cho tới 4 cm. Thì các bạn sẽ lấy cái phần ni ở trên này. Đó. Và các bạn sẽ thấy là từ phần chân ngực này xuống dưới đây thì cái phần ly ấy thường thường là nó la lá nhau. Vì cái đoạn này không có chênh nhau là bao nhiêu và cái đoạn này nó sẽ đi bằng nhau này. Ở trên này chúng ta kẻ nhọn, nhưng mà khi chúng ta may ấy thì chúng ta sẽ phải cắt làm sao mà nó được bầu bầu ở cái phần ở đây này. Các bạn nhớ là từ trên này xuống dưới đây khoảng 1,5 cm. Bao giờ các bạn cũng đánh bầu cái phần này. Đánh bầu cái phần đầu ni này này, để cho nó hơi bầu và đẹp cái đầu này. Thì cái chân ngực của chúng ta nó được đánh từ dưới này lên trên nhọn nhọn, bầu bầu nó mới đẹp hơn. Vì bản thân chúng ta cũng thấy là cái phần trên ngực của chúng ta nó đi hơi mềm mại chứ nó không nhọn hoắt như thế, đúng không nào? Đấy, đấy là cách để cho các bạn làm cái đầm cơ bản. Và khi các bạn hạ cái phần bên sườn này thì từ bên hạ eo nên tới đây các bạn có thể chia làm đôi ra như thế này này. Đó, và các bạn lấy cái phần ở giữa này chính là điểm làm cái phần ven sườn vào. Còn như mình thì mình sẽ lấy cho nó là từ cái phần đây nên đến đây chia đôi ra. Và các bạn sẽ lấy ven sườn hơi nghiêng xuống dưới một chút xíu. Đấy. Thì khi các bạn cho nghiêng xuống dưới một chút xíu như thế này này thì nó sẽ tự... Khi các bạn cho cái phần ni này nó hơi nghiêng xuống dưới như thế này thì nó sẽ tự nhiên hơn là các bạn cho nó đi thẳng vào ngay bên... bên thẳng ngực và đưa thẳng nó vào đây thì nó hơi thẳng đơ quá, đúng không ạ? Đấy, đấy là cách mà các bạn tính nhá. Và tiếp đến cái phần ở trên này, trên vai xuống nách này, chúng ta sẽ lấy một đường này. Đây nhá, cái đường này. Đây, các bạn sẽ lấy một đường cơ bản này. Không cần biết nó xuống bao nhiêu. Các bạn sẽ lấy phần cơ bản này, đánh thẳng xuống đây cho mình. Đó. Và khi các bạn gióng thẳng xuống đây này thì các bạn sẽ thấy nó được vuông góc ở chỗ này. Nó quá trời vuông góc này, đúng không ạ? Từ trên đầu này các bạn xuống đây, các bạn có thể chia đôi ra, đúng không? Và các bạn sẽ nối cái đường này vào đây. Đó. Sau đó các bạn sẽ lấy cái đường này này, chia đôi cái đoạn này ra. Các bạn không cần kẻ vuông góc đâu. Các bạn sẽ lấy đường này này, chia khoảng chia đôi này ra. Sau đó các bạn sẽ kẻ ra đây. Đó, và các bạn chia cái phần này ra làm 3 phần bằng nhau cho mình, đúng không? Các bạn sẽ chia cái đoạn này ra 3 phần bằng nhau và các bạn đánh cong cái phần vòng nách này cho mình. Đó, khi các bạn đánh thì nó có hai trường hợp xảy ra, các bạn nhìn nhé. Các bạn đánh từ cái đường này này, đi qua cái 1/3 này và các bạn đánh xuôi ra đây, tức là từ cái điểm chính này ra tới ngoài đường xéo này này. Thấy không ạ? Các bạn thấy là nó cách ra khoảng 1 cm này và nó đánh xuôi lên trên này. Đó,
Đây là một cách đầu tiên mà các bạn đánh cái vòng nách nó hơi bình thường một chút. Còn nếu bạn nào muốn nó sâu ấy, thì các bạn mới đánh cua cái đường này vào trong. Các bạn nhớ lưu ý. Đó, các bạn nhìn cho mình hai cái vòng nách khác nhau nhá. Một là các bạn có thể đánh ra cái vòng phía ngoài này. Tức là từ cái đường này ra đây cho mình khoảng 0,7 cho tới 1 cm. Còn hai là các bạn có thể đánh luôn cái đường xéo này vào đây cho mình. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đường này cho các bạn này. Đối với cái đầm này thì mình lấy cái lập này chính là cái phần vai này là 34 cm. Vai 34 tức là từ đây sang đến đây là 17 cm này, đúng không ạ? Vậy 17 cm thì các bạn đánh xéo vào đây. Khi các bạn lấy dấu cái đường này đo ra ngoài này này là 17 cm, nó ở đây. Đó. Thì khi 17 cm thì các bạn sẽ đo từ đây vào tới trong cái đường xéo này cho mình là nó khoảng 5 cm này, đúng không ạ? Đấy. Và khi các bạn mà đi theo cái đường này gióng thẳng vào đây là từ đây vào đây, là từ đây là vào 1/2 vai này, vào đến đây là 5 cm này, đúng không ạ? Vậy nếu các bạn đánh theo cái đường này từ đây ra đây thêm cho nó 1 cm, lùi ra bên ngoài này. Khi các bạn đánh lùi ra bên ngoài này 1 cm, đó, thì nó sẽ đúng vào cái điểm ở phía ngoài này của các bạn này. Đấy, thì các bạn lưu ý là khi các bạn cắt cái phần rập áo cơ bản này, muốn nó ôm ấy thì mình sẽ đánh vào trong. Muốn nó hơi có được rộng hơn cái phần chỗ đây này, cái phần này nó còn được nhiều này, chúng ta sẽ đánh nuôi ra đường phía ngoài. Đó, thì có hai cách để cho các bạn đánh như thế, thì các bạn có thể đánh tùy theo cái ý của các bạn. Đó, và tuy là đây là đầm cơ bản, đầm ôm thôi, còn nếu mà nhiều bạn có thể đánh như cái áo. Nếu mà nó áp dụng với áo ấy, thì nhiều cái áo mà hàng suông ấy, thì thay vì đánh vào trong này này, người ta không đánh sâu vào trong này mà người ta còn đánh nuôi nó ra ngoài phía này. Các bạn lưu ý nhé, đối với cái áo suông thì vòng nách nó không đánh cong như thế này mà nó còn đánh chõi ra bên ngoài. Bên ngoài có nghĩa là đính theo cái đường phía ngoài này. Đấy, các bạn có hình dung không ạ? Đó, thì có thể đánh theo nhiều cách. Nhưng mà cách đẹp nhất thì mình đã hướng dẫn cho các bạn như thế, thì các bạn có thể hiểu nhá. Để rã cái phần rã tùng váy ra thì các bạn lưu ý cho mình, nếu cái đầm nào mà các bạn cho cái phần đai ở đây, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải tính cái phần đai vào. Ví dụ đi, cái phần đai nó nằm ở giữa này khoảng 5 cm, thì từ trên này xuống tới phần đai ấy, các bạn phải tính được là cái phần đai nó đang nằm ở đây là 5 cm. Thì khi mình rã, mình phải rã ở phía bên trên của cái phần đai, rồi sau đó tính phần đai vào, rồi mới tới cái tùng váy phía dưới. Đấy là có đai, các bạn lưu ý nhé. Còn nếu mà váy không có đai thì các bạn sẽ phải rã làm sao mà nó lùi xuống bên dưới cho mình. Vậy thì từ trên đầu này này, các bạn sẽ phải rã phần đai xuống đây cho mình là khoảng 37, 38, 39, tùy theo cái phần chiều cao của chúng ta. Đấy, vậy chúng ta có thể rã xuống tới 40 cm, tức là 37, 38, 39, 40. Đối với chiều cao của chúng mình, càng tăng chiều cao bao nhiêu thì mình càng nên bấy nhiêu. Các bạn lưu ý nhá. Nếu không mình bảo với các bạn là từ trên này các bạn hạ xuống là 38 hoặc 39 cho mình. Vậy là cái người nào nùn quá xong hạ thì nó bị tụt xuống bên qua rốn, thì nó trũng xuống dưới thì các bạn thấy nó xấu, đúng không ạ? Vậy thì mình phải lưu ý với cái đường đó, không có mình sẽ... Các bạn cắt thì các bạn sẽ không hiểu. Đó, và từ trên này mình sẽ hạ xuống cho các bạn là khoảng 38 cm. Đối với phần không có nai này, mình sẽ hạ xuống đây là khoảng 38 hoặc 39 cm. Đó, thì mình sẽ hạ xuống như thế này. Cắt thì các bạn không cắt theo cái đường ngang thẳng này, nhớ nhé, mà mình sẽ cắt theo cái đường từ đây lên đến đây. Các bạn lên cho mình 1 cm sa vạt này, các bạn sẽ đánh sa vạt cái phần này. Đó, thì nó sẽ được cong như thế này, đúng không ạ? Và khi các bạn cắt thì cái phần phía dưới các bạn sẽ phải cắt cho nó hơi cong lên như thế này cho mình. Đó, và cái phần này cắt phần này đi. Khi chúng ta có cái phần thân dưới như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn có thấy là trên này nó có cái phần ni này, đúng không ạ? Thì chúng ta phải trượt tiêu cái phần ni bên này đi này. Đó, và khi cái phần ni bên này được trượt tiêu đi thì có phải nó là cái rập này này, đúng không? Chúng ta sẽ khép cái phần ni bên này vào.
Và khi chúng ta khép vào nó sẽ cong lên. Đó, khi chúng ta khép vào như thế này thì lập nó sẽ cong lên. Thì chúng ta sẽ phải bấm mở phần dưới này ra, và khi bấm mở vào nó sẽ xòe ra như thế này. Các bạn sẽ nhìn vào cái rập nhỏ này cho mình nhá. Trên này mình khép ni vào và nó xòe phần này ra. Thì nếu các bạn để một cái rập xòe như thế này, các bạn cắt một tùng váy chữ A ở phía dưới, nó cũng ok, nó sẽ đổ xuống nhẹ. Còn khi các bạn muốn cho nó được đổ nhiều thì các bạn sẽ bấm cho mình những cái đường như thế này ra. Đó. Và khi bấm thì các bạn sẽ cho phần giấy kê vào đây. Thì đây chính là cái rập mà xòe của các bạn. Thì các bạn tùy cái độ xòe mà các bạn mong muốn thì các bạn có thể xòe nhiều hay xòe ít là do chúng ta. Vậy là cái phần này là phần gấp đôi phần này này, chính là nó đây này. Đấy. Thì xòe nhiều hay xòe ít sẽ là do mình, đúng không? Nó xòe ra đây, đây là cái tùng phía dưới. Và các bạn nhớ là phần thân trước này, khi chúng ta cắt thì nó sẽ lông hơn hoặc sâu hơn là do chúng ta muốn đánh sâu hơn vào đây một khoảng một chút xíu thì cũng được, chứ không vấn đề gì. Các bạn lưu ý nhé. Đó, sau khi chúng ta cắt cái phần phía dưới tùng váy ra rồi thì phần phía trên này nó sẽ được tách rời ra. Và các bạn cộng thêm cho nó 1,5cm giao khuy vào đây này, đúng không ạ? Và các bạn cộng thêm cái phần mà các bạn sẽ gấp vào làm nẹp này, các bạn sẽ gấp vào trong như thế này. Đó, và sau khi gấp vào thì các bạn sẽ cắt cho nó bằng cái phần này đi. Đó, thì đây chính là phần nẹp này. Từ cái phần này các bạn sẽ lấy vào đây sâu cho nó thêm một xíu để làm cái phần nẹp giao khuy nhá. Đó, vậy là phần phía ngoài này sẽ là nẹp. Thì các bạn sẽ làm cái nẹp nút và các bạn khâu cái phần nút vào đây. Tùy theo các bạn sẽ lấy nút như thế nào thì tùy các bạn. Đấy, thấy không ạ? Đó, và đây là chính là phần ở phía trên. Các bạn chỉ cần may cho mình cái ni này. Đó, và cái ni phía dưới chân ngực này. Trong hình ấy thì họ may cả cái phần ni sườn này lẫn cái ni ở bên dưới chân ngực này, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng dùng cái rập này cắt như thế này. Và chúng ta may vào và tra cổ là xong. Thì cái ni này và cái ni này chúng ta cũng may như thế. Và mình có hướng dẫn cho các bạn là nếu các bạn không muốn may cái ni bên này thì các bạn có thể làm như thế này cho mình nhá. Các bạn sẽ thu cái phần ni này này. Đó, phần đa là mình may cái phần áo vô đầm hay không, mấy khi mình may cái phần ni này là mình sẽ khép nó lại như thế này. Đó, và khi nè khép nó lại thì các bạn sẽ mở đây, sau khi khép vào nó cong này, các bạn thấy không ạ? Thì các bạn sẽ mở cái phần ni này ra cho mình. Đó, thì các bạn nhớ là vậy là các bạn khép cái ni này vào thì các bạn chỉ cần may cái phần ni này thôi mà không cần phải may cái ni bên này nữa. Đó, vậy là được cái phần ni ở phía trên rồi. Vậy là chúng ta được cái phần thân trên này, đúng không ạ? Tiếp đến cái phần thân sau. Qua cái phần thân sau thì các bạn sẽ thấy là ở cái phần thân sau mình không hướng dẫn phần bên dưới cho các bạn, vì phần bên dưới các bạn sẽ làm y như cái phần bên dưới của phần thân trước cho mình. Và mình chỉ hướng dẫn phần bên trên cho các bạn là như sau. Cái phần vai này, ở cái phần thân trước thì các bạn sẽ thấy vai của thân trước nằm ở đây. Và cái phần vai này các bạn sẽ kéo dài ra đây cho mình. Đó, các bạn sẽ kéo dài ra điểm vai của thân trước, điểm vai của thân sau, đúng không ạ? Sau đó khi các bạn lấy dấu xong như thế này thì các bạn sẽ thấy này, cái phần vai của thân trước bao giờ cũng là 1/2 vai. Là ví dụ vai 34 thì 1/2 sẽ là 17. Còn cái phần thân sau này, 1/2 vai của thân sau sẽ là 17,5. Và các bạn khi lấy 17,5 ra đây thì cái phần vai của thân trước nó được bao nhiêu? Các bạn sẽ đặt từ ngoài này vào đây cho mình. Đó. Và 0,5cm nó dư ấy, sẽ đẩy nó vào phần cổ sau này cho mình. Tức là phần cổ sau bao giờ cũng nhiều hơn cổ thân trước là 0,5cm. Đấy. Thì vai nó được nấn ra ngoài đây 0,5 thì cổ cũng được nấn ra ngoài 0,5. Thay vì 7 thì sẽ bằng 7,5, đúng không ạ? Đây này. Đó. Và khi phần ni sườn bao giờ của thân trước nếu mà đặt thì nó ở đây. Đấy, phần ni của thân trước bao giờ nó cũng được tính ở phần này. Và bao giờ nách của thân sau cũng tụt xuống trả lại cái phần thân trước cho nó.
Cho nên khi các bạn ráp sườn nó sẽ bằng nhau mà nó không bị so ni. Nếu không các bạn cứ hỏi là khi các bạn cắt cái phần ni của thân trước khép vào thì thân sau nó sẽ bị dư, các bạn sẽ làm như thế nào? Thì các bạn cứ làm như vậy cho mình. Có nghĩa là từ trên cái đường chính của thân trước các bạn hạ xuống bằng với lại cái phần hạ ni eo, là các bạn sẽ bằng cái phần sườn. Tiếp đến cái phần dưới này này, các bạn có thấy là khi cái phần ngang này hạ eo, cái phần ngang hạ eo của thân trước là ở đây. Các bạn hình dung cho mình là khi các bạn có một cái rập thân sau như thế này, thì khi cái phần thân sau này, đây là phần hạ eo, đúng không ạ? Thì cái phần hạ eo này là hạ eo cùng với cái đường của thân trước. Thì các bạn có thể đánh xuống 3cm để lấy phần hạ eo của thân sau, cho nó xuống dưới này này. Hay nói cách khác là các bạn cứ lấy làm sao từ trên cái phần eo này xuống dưới thêm 3cm, các bạn cứ đi theo đường thẳng cho mình. Cứ đi theo một cái đường thẳng bằng nhau. Đó là ok, chứ không nhất thiết là các bạn cứ phải hạ xuống, các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là trên này eo nó là bao nhiêu thì các bạn cũng hạ xuống đây khoảng 3cm. Và cái di động từ trên phần hạ eo này xuống dưới của thân sau ấy, nó vẫn bằng nhau. Đây, cái đường này đánh bằng nhau, cái đường dưới này cũng đánh bằng nhau. Thì các bạn có thể, các bạn có thể tra dây kéo ở giữa thân sau, hoặc các bạn có thể tra dây kéo sườn đều được hết, chứ không phải là cứ cắt cái kiểu mà đi vào cái phần đáy sau như thế này là mình phải tra dây kéo thân sau. Các bạn hình dung nhá, mình vẫn đi cái đường hõm lưng này vào đây khoảng 2 cho tới 2,5 cm mà mình tra dây kéo sườn vẫn được, đúng không ạ? Không nhất thiết là chúng ta phải tra dây kéo thân sau. Và để đảm bảo là cái cổ này này, nếu các bạn cắt cái phần lá cổ này ở trên này, từ trên này các bạn xuống đánh cong xuống là khoảng 3cm. Từ trên này các bạn đánh cong xuống từ 3cm. Vậy khi các bạn đánh cong để cho ra cổ sơ mi như thế này này, đó, thì các bạn nhớ là cái phần thân sau này này các bạn sẽ cắt như thế này, đúng không? Và khi các bạn cắt cái phần thân sau như thế này thì các bạn chỉ cần ráp cái đường sống thân sau này của mình đi thẳng xuống dưới là ok. Rồi các bạn tra dây kéo bên sườn này cũng được, các bạn hiểu không ạ? Chứ không nhất thiết là các bạn phải tách đôi ra cho nó, không nhất thiết là các bạn phải tra dây kéo ở đằng sau này, đúng không ạ? Và một cách tra dây kéo ở đằng sau này mà các bạn không cần phải tách cái lá cổ sơ mi ở phía trên ra làm đôi, có nghĩa là từ trên đầu cổ này xuống đây khoảng là 7cm, các bạn có thể ráp cái đường này, ráp hẳn cái đường này vào và lại mũi ở cái chỗ này này. Và cái dây kéo của các bạn có thể tra từ cái đường này, tra xuống bên dưới cái đường rã tùng váy của chúng ta khoảng 10cm. Thế là ok, đúng không ạ? Đấy, đấy là cách ráp cho các bạn. Không có các bạn bảo là nếu mà các bạn tách như thế này, đấy, thì các bạn lại phải chia đôi lá cổ. Và nó có một trường hợp là thay vì các bạn không, đây là mình hướng dẫn cho các bạn là tra lá cổ niền thì các bạn sẽ ráp từ đây xuống đây, đúng không ạ? Còn bạn nào mà không muốn tra lá cổ niền, thích nó được tách ra thì đơn giản là các bạn sẽ làm cho mình một cái đường này, đúng không? Tra dây kéo lên đến tận trên này và cái đầu cổ sơ mi này nó sẽ là một lá cổ chia đôi, tức là hai cái lá cổ này nó sẽ được rời nhau ra. Và khi chúng ta kéo dây kéo lên tới trên này thì nó cũng ra một cái cổ sơ mi, nhưng mà nó được chia đôi thành cái lá cổ ở đằng sau luôn, chứ không phải là một cái lá liền chân như cổ sơ mi của áo. Các bạn hình dung nhé, đôi đằng thân sau, áo gấp đôi đằng thân sau. Và khi chúng ta gọt cái phần thân sau đi, các bạn nhớ là đối với cái phần sườn này này, khi chúng ta cắt với cái áo gọt ở phía thân sau này, nó là vải gấp đôi này, thì cái đường sườn nó ở đây, đúng không ạ? Khi chúng ta cắt phần thân sau mà ở đây gấp đôi này, thì cái phần sườn nó sẽ được tính từ cái ngoài này vô đây cho các bạn, đúng không ạ? Và bây giờ các bạn gọt cái phần này này, bỏ nó đi, thì cái phần này này, đấy, nó sẽ được bù ra phía ngoài này. Các bạn lưu ý nhá. Và cái phần ở đây này, đúng không ạ? Nó sẽ được đẩy sang phía bên này. Và cái phần ni này của các bạn này, cái phần ni này là 2cm này của eo cộng với cái phần ni này, sau đó cộng với phần cử động, rồi lấy cái đường đó kéo lên trên là nó sẽ ra cái đường sườn, đúng không ạ? Và tiếp đến cái phần trên vai này này, các bạn nhớ là khi các bạn để như thế này mà chưa gọt đi,
thì chúng ta sẽ tính ở cái đường ngoài này. Nhưng khi chúng ta gọt đi rồi thì chúng ta sẽ phải bỏ đi. Và cái phần vai này này, 1 phần 2 vai, đây là của thân trước 17, thân sau chúng ta cộng 0,5 ở đây là 17,5. Thì chúng ta cũng lấy xuống đây khoảng 17,5, nó sẽ nằm ở đây này. Từ đây đến đây là 17,5, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ lấy ngược vào trong này cho nó khoảng 4cm. Từ đây vào đến đây khoảng 4cm này. Đó, và chúng ta sẽ kẻ xéo một đường như thế này. Đấy, và khi kẻ xéo ra chúng ta sẽ chia đôi cái đường này ra và kẻ với cái đường bên sườn này. Đó, và chúng ta chia cái phần này ra làm 3 phần bằng nhau. Chúng ta sẽ đánh cong cái phần sườn thân sau này. Đó, và khi chúng ta đánh cái phần thân sau này, nhớ đánh cho nó hơi mướt một xíu nhé các bạn nhé. Đó, vậy là nó ra phần thân sau chúng ta sẽ cắt. Thì các bạn sẽ cắt như thế này và các bạn sẽ làm phần bề này. Mình sẽ đặt cái phần sườn này vào đây. Đó, và mình đặt phần sườn thân trước vào đây này. Và mình đánh dấu cái phần ngang này. Đặt cái phần sườn thân trước vào đây và đánh vào eo. Đó, phần thân trước được tới đây. Thì các bạn sẽ lấy cái đường này này, các bạn sẽ kẻ ngang cái đường này ra cho mình. Đó, các bạn kẻ ngang ra đây nhé. Và các bạn gọt thẳng cái đường này cho mình. Đấy, thì phần trên này là phần thân sau ở phía trên. Còn cái phần dưới này chính là cái phần tùng váy mà các bạn đã được xử lý. Đây, cái phần dưới ấy, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ hình dung cái miếng này ở phía dưới này, đúng không? Đấy, các bạn hình dung cái miếng này là phía dưới này. Và cái miếng này sau khi đã làm ra thì nó sẽ như thế này. Đó, vậy là phía dưới đây, còn phía ở trên là miếng này. Sau khi các bạn xong ấy thì các bạn có thể lắp ráp cái phần cổ này vào đây. Đó, và các bạn đo cái phần cổ này xem nó được bao nhiêu cm. Thì các bạn sẽ cắt cái phần cổ áo này để các bạn tra vào thành cổ áo, đúng không ạ? Và các bạn muốn tìm cái cắt cổ áo thì các bạn có thể tìm vào cái video Tâm Fashion hướng dẫn cắt cái ná cổ áo sơ mi các bạn nhé. Để cắt cái phần tay này thì chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lấy một đường thẳng vuông góc vào cái đường này. Các bạn thấy không ạ? Đó, các bạn sẽ kẻ một đường thẳng, sau đó kẻ một đường vuông góc này. Cái tay này thì các bạn sẽ lấy 1 phần 2 bắp tay cộng với lại 3cm cử động. Đó, từ đây 1 phần 2 bắp tay cộng 2 thì từ đây ra đến đây nó sẽ lớn hơn là cái phần này. Các bạn càng cộng rộng cái phần tay này bao nhiêu thì cái phần ngang từ đây này lên tới cái phần đầu tay này nó càng ngắn lại. Các bạn lưu ý nhé. Và lấy từ cái phần này 1 phần 2 bắp tay cộng với 3. Sau đó lấy xéo sang đây là 1 phần 2 vòng nách trừ đi 0,5 cho tới 1. Và các bạn sẽ kẻ xéo chia làm 3 phần bằng nhau. Cái phần dưới cùng này đánh cong vào 0,5cm này. Và cái đoạn trên này các bạn sẽ đánh cong vào cho mình là 1,8 cho tới 2cm. Đó. Và cái phần chiều dài tay này các bạn sẽ lấy cho mình khoảng 28 tới 30cm tùy theo cái tay của các bạn dài hay ngắn. Và các bạn sẽ lấy cái chiều ngang này này. Các bạn lấy chiều ngang thì ví dụ các bạn đo cái phần cổ tay này của các bạn xem được bao nhiêu thì các bạn sẽ cộng với khoảng 2cm. Ví dụ như mình đo là 23 này, 23 của nó 1 phần 2 tức là 11,5. Các bạn sẽ cộng vào cho nó thêm 2 hoặc 2,5 sang cử động. Và các bạn nối cái đường này vào. Đấy, thì khi các bạn thấy cái phần tay của các bạn nó như thế này, các bạn sẽ đánh xuôi nó vào khoảng, đánh xuôi cái đầu này cong này khoảng 1cm như thế này. Các bạn có thể cắt cho mình một cái tấm rời như thế này này, đúng không ạ? Và chúng ta tra nó vào đây. Đấy, và khi tra nó vào đây rồi ấy, thì chúng ta có thể lật nó ra, lật nó lên trên như thế này. Đó, thì nó sẽ ra cái tay của chúng ta. Chúng ta để cái tay này như thế này cũng được. Hoặc là chúng ta có thể xẻ cái phần tay này ra, nó như thế này nhé các bạn nhé. Ví dụ các bạn có thể xẻ nó ra như thế này này. Và khi các bạn lật nó ra thì nó sẽ thành cái tay như thế này. Các bạn hình dung không ạ? Cái đầu tay mà khi các bạn lật lên đây này, đó, nó như thế này.
Hoặc các bạn có thể làm thành kiểu mà các bạn nhúm nó ở đây, đúng không ạ? Nó như thế này, hoặc các bạn có thể làm cái kiểu nhúm nhúm mà cái phần nơ ở trên cái đầu tay này này. Các bạn có thể nhúm để nguyên nó, và các bạn nhúm cái đầu tay này vào, thành cái nơ ở trên cái đầu tay vào đây này. Đó, nó cũng thành kiểu được cho các bạn, chứ không nhất thiết là nó phải theo một kiểu các bạn nhé. Vậy là sản phẩm của chúng ta đến đây là xong rồi. Nếu bạn nào cảm thấy video hay và hữu ích thì các bạn có thể đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé.